tiền. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, đây là bà cụ, là bà nội của chị Quyên. Hồi tiền kiếp đã tạo nghiệp chẳng lành, đầu thai lộn kiếp lại làm gà. Thì sau khi mà Châu Phú nói pháp về cái bài cúng củ quyền cho chị Quyên nghe, sau khi mà Châu Phú cùng với anh chị Bảy, chị Tám đó, thì anh Bảy và chị Tám thì quy y cho bà cụ nghiệp gắn xong, thì Châu Phú đang giải về đề tài là cái bài cúng củ quyền. Thì đây là bà nội đi lên vậy đó, Châu Phú quay qua nhìn cái miệng gì đó quý vị, Châu Phú giận ốc hết trơn. Và Châu Phú cũng gắng bình tĩnh mà hỏi, tại vì mình làm những cái việc thiện, mình cũng hỏi thăm coi cái này, cái phần này chắc là quan ức về cái gì đó, nên Châu Phú có thể giúp được gì thì giúp. Giữ bình tĩnh, và sau khi nghe kể lại cái cuộc đời của bà rất là khổ, và Châu Phú cũng đã có chia sẻ, thì hôm nay Châu Phú đã mời được bà lên, thì qua đây Châu Phú sẽ nhờ bà kể lại bà bị đọa ở tầng thứ mấy và tại sao bà lại bị đọa làm cái kiếp gà rất là khổ. Cái miệng, nếu mà miệng mình muốn làm gì là cũng khó nha quý vị. Đây là hoàn toàn là sự thật, bà rất là đau khổ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, con chào cổ à. Dạ Nam Mô. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, đây là một cái nhân duyên mà má Mười từ ở ngoài Sài Gòn, ngày xưa má tu, hiện giờ cũng còn cóc tu ở ngoài núi mẹ Tây Ninh, trở về núi và gặp được chị Quyên, một người có những cái phần sát hội khi vào trong người chị Quyên. Chị Quyên rất là đau đớn, và má Mười tự nhiên kêu chị lại để nói chuyện cùng với chị, và nói y gan như là má Mười đã trải qua đó quý vị. Chị Quyên khóc rất là nhiều luôn, nhưng mà hôm nay có đồng đạo ở đây rất là đông luôn nè. Đồng đạo thì cũng đi chung với má Mười để đi về núi non, thì cầu ngoài cầu nguyện ra mà muốn các đồng đạo này mà tin tưởng vào Phật pháp nữa đó, 100% thì có lẽ là Châu Phú sẽ mời bà Cóc, bà Cóc của chị Quyên là một cái người đầu thai làm nghiệp gắn rồi đó quý vị. Đầu thai tại vì ngày xưa sát sanh hại vật, và khi bà sát sanh hại vật thì chết xuống âm phủ, thì hình như Châu Phú nhớ không lầm là bà Cóc ở tầng thứ 9. Đúng rồi, bà nội ở tầng thứ 14. Và bà Cóc ở tầng thứ 9 sau khi đã đầu thai chuyển kiếp xuống dưới, bị đài xuống tầng thứ 9 và chịu những cái cực hình xong, thì bà lại chuyển kiếp trở lại làm gắn, và bị người cháu của mình đã mua về và cắt cổ làm thịt ăn đó. Thì bà lại uất hận, bà đi theo muốn báo oán người cháu này, nhưng mà do cái lực của cái người cháu này á, có một cái vị độ mạng rất là cao, nên đi theo báo không được, thì bà lại báo vô trong con của cái người cháu trai này mới có một tháng thôi. Đó là một cái câu chuyện rất là đặc biệt mà Châu Phú muốn nhờ chị Quyên sẽ mời bà Cóc để mà lên đây để mà kể chứng thực cho quý vị nghe về cái nhân quả báo ứng hiện tiền tại đây luôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Mong quý cô chú anh chị thông cảm. Bà không về, không về luôn rồi đó hả chị? Vậy là bà không về luôn ha. Vậy là chị biết bà không về luôn rồi.
đó là ngày đó là sắp đi ở cái chỗ là tượng mẹ Quan Âm rồi, làm lễ gì đó thành làm lễ quy y là rồi luôn ha. Bữa đó tượng mẹ Quan Âm là em quy y cho ông với bà luôn nè, gọi là tối đó là chung luôn nè, tối đó là quy y cho bà. Dạ. Nhưng mà gọi là chưa có xuất ra. Dạ. À, sáng này gọi là sáng này á là sẽ có tượng gọi là ra cái chỗ tượng của mẹ Quan Âm á. Dạ. Thì mới xuất ra. Xuất ra vậy là bà xuất ra rồi luôn. Gọi là trong cái thân xác của chị cũng gọi là trong thân xác của chị mà những cái vị nào mà đủ duyên mà được mẹ Quan Âm rước á. Dạ. Hoặc là Phật là A Di Đà rước á, là lúc đó ở có trước chánh điện của Phật mẹ Quan Âm thì lúc đó những cái vị đó xuất ra, vị đó mà xuất ra trên cái đỉnh đầu á, là chị biết về là về cái cõi Phật, mà xuất ra từ cái trán á, là về cõi trời. Còn xuất ra sau cái cổ này á là về cõi người, còn xuất ra ngang cái vùng ngực này là về cõi Atula. Dạ vậy đó ha. Thôi ở tiếc dữ vậy ta, vậy là Châu Phú có duyên vậy là mời được có mấy lần nha. Còn ông Cốc, về không mời đặng cho bà con đã giác ngộ rồi. Còn ông cũng hai người không về, không về luôn hai người. Vậy là bữa đó nghe mẹ vậy là đi luôn đó hả? À, thì chỉ có bữa đó Châu Phú muốn là con đi xin về lại cái chỗ luôn, chiều hôm qua anh kia gì đó rồi có về đó thôi chứ. Vậy đó cái nữa là rồi luôn đó hả? Dạ có cái phần nào về gắn không? Không có phần về gắn mà có phần về chó. Chó hả? Chó này nó bị sao chị? Phần về chó thì khi mà ông về trong quan sát chị á, yeah. mà chị ở trong cái phòng trọ chị làm ở bên chỗ Đồng Nai á, yeah. là nửa đêm là chị nghe được là ông kêu là cho ông trốn vào trong cái thân của con đấy, yeah. Kể người ta rượt đánh đuổi ông quá, yeah. Thì lúc đó mình đang ngủ thì tự nhiên con người mình nó rùng mình hết từ dưới cái hai cái chân này lên trong cái thân của mình luôn, yeah. Thì lúc đó nghe là cái lúc mình ngủ mà nghe ông nói là cho ông trốn vô trong cái thân của con để ông trốn, để người ta đánh đuổi rượt ông. Thì lúc đó là nghe vậy thì sau khi là lần là ông mới nói là ông là tên là Lê Chí Hưởng, ông tên là Lê Chí Hưởng mà ông cho biết là ông là hơn 500 năm tuổi rồi. Mà trước đây khi lúc đó mà khi mà ngồi ở trước Tam Bảo á, thì coi như là cái thân xác của ông là lên trên cái xác của chị và nói với trên các ngài á là gọi là lên xác chị nói, nhưng mà chị nghe được và hiểu được là ông nói là trước đây ông là một cái vị thể tướng, một vị thể tướng, nhưng mà cái vị thể tướng đó là gọi là không có yêu danh, gọi là giống như là nhiều khi làm những cái điều mà bắt ép dân này đó, gọi là giống như một cái vị tướng vị quan mà gọi là không thanh liêm đó, là làm những cái chuyện là không có nói mà làm ác. Cậu biết rồi, em biết là rồi. Ông gọi là ông giết không biết bao nhiêu cái người mà chết oan mạng vì ông. Cho nên khi mà ông chết đi rồi đó là những cái vong hồn đó nó tìm ông để nó trả thù, cho nên là cái linh hồn ông đi tới đâu cũng những cái gọi là những cái linh hồn mà ông giết chết mà bị oan mạng đó, là nó cứ theo ông, nó đuổi bám nó rượt ông á, thì ông mới trốn vô trong cái thân xác của chị đâu. Dạ vậy đó nha, Di Đà Phật. Dạ cảm ơn chị. Thì bây giờ là còn ông ha, bây giờ vậy là bữa đó có duyên em quy y cho ông với bà gắn rồi, ông Cốc bà Cốc rồi đó. Bây giờ chị sẵn qua đây thì hôm nay cũng là tại vì có đồng đạo đông nè nha, mà ngày mai nữa là chị về rồi ha, ngày mai về rồi thì ơi ngày mai má mười cứ đi cúng đó thì cúng giùm cho chị hả, về chiều hả, về quá dài ngày mà thằng cu ở nhà chị giữ từ 4 tháng tuổi tới giờ là nó được 21 tháng tuổi rồi mà chị cũng con chị ở nhà nó giữ yeah. mà nó vừa đi học thì một ngày nó đi học thêm cũng
sáng và chiều cũng phải nhờ bà ngoại trợ giúp thêm. Thì gán ngày mai buổi sáng mẹ má mời cúng cái đi, cái duyên lành mà đâu phải gặp là dễ đâu nha. Bây giờ sẵn đây có bà con đông thì chị mời ông cụ 500 năm hả, mất 500 năm mà. Hơn 500 năm rồi. Mà chưa đầu thai được, ông tên Lê Chí Vượng hả? Lê Chí Vượng. Vậy đó hả? Cũng như làm quan nhưng mà ngày xưa không thanh liêm nên gọi là giống như mình làm quan mà gọi là không có tốt với dân, mà bắt ép dân nhiều khi là bóc lột dân, cho nên là nói mà không nghe thì giết. Gọi là ai mà không nghe tuân theo thì coi như là giết, gọi là ý thế kẻ quyền là có chức có quyền thì giết những cái dân đó. Thì giờ coi như là ông chết đi rồi á, là những cái vong hồn đó vẫn tìm cái thân xa, cái linh hồn của ông để mà đuổi theo, để mà đánh đập lại. Thì khi đó ông mới vô trốn trong thân xác của chị, là ông nói là cho ông trốn trong cái thân xác của con, thì ông bị người ta đuổi đánh quá. Thì lúc đó là vô từ dưới hai cái chân này lên là người mình rùng mình hết á. Thì khi đó lần sau mới biết là ông nói là ông tên là Lê Chí Vượng. Mà ông bây giờ là hơn 500 năm rồi. Nhưng mà giờ là cái bản án của ông là gọi là ông có cái bản án chung thân ở cái địa ngục rồi. Ghê vậy. Giờ có cách nào cứu không? Giờ quy y được cho ông được không? Thì gọi là mỗi lần đó, những cái ngày rằm á, là ông lên cái xác này là ổng thưa với các ngài là con xin để trả nghiệp. Thì ông là gọi là cũng đưa cái xác này để tu, và đã phải trả nghiệp cho những cái linh hồn mà ông đã giết bị oan mạng đó. Cảm ơn con. Nó chỗ này có một cái dấu nám này. Rồi, thấy rồi. Là cái con chó. Rồi, cậu biết rồi. Rồi còn cái phần mà bà nội làm gà đó, mình mời bà nội lên được không? Bà nội chắc chưa đi đâu hả? Vậy đó hả? Ủa sao mà bữa đó, vậy là tại bữa đó cậu mời bà nội lên mà bà nội không chịu quy y, bà nội nói con quy y rồi nè. Rồi là không, phải là mỗi ở nhà là niệm Phật và cứ quy y, niệm Phật rồi quy y Phật. Chắc mời rủ bà ra quy y quá. Ông mời bà vậy đi. Bà vẫn nương theo mà. Một cái clip đó đã đăng lên rồi á, tại vì á trong dòng họ thì người ta đã không tin rồi. Quên nói chuyện với chị mà quên nưa tưởng đâu nói chuyện với cháu cho Vĩnh cơ mà. Đăng chị mà. Dạ hả, quên. Là đăng lên cái clip đó rồi mà trong dòng tộc của nhà chị thì người ta là không có biết tu. Người ta nhiều khi bây giờ nó nghe nè. Đây bà con ở đây người ta đông, người ta chỉ coi trên video trên 100.000 lượt view rồi. Thành ra nhiều người giác ngộ lắm, người ta comment dưới nhờ chị mà người ta ăn chay ăn lạc. Chị có coi comment chưa? Đa số là 99% là bình luận tốt. Thì bây giờ là biết cái phước báo của bà là nó cao rồi. Nhưng mà hôm nay đủ cái duyên mà ở đây rất là đông anh chị em nè, thấy không, đồng đạo về núi. Rồi sẵn đây mời bà cụ đi ra đi gieo duyên với con cháu cái quỳ gieo nó đi, chứ ông cóc bà cóc không ra rồi. Giờ châu phú nói miệng không ai đâu mà tin. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi cái nữa thôi về nhà luôn đó nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin tên sư phụ của thầy cho cái linh hồn của bà nội của con là Lê Thị. Sư phụ của Karena masuk rumah itu 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 karena masuk rum
Thưa vị, đây là bà cụ, là bà nội của chị Quyên. Rồi tiền kiếp đã tạo nghiệp chẳng lành, đầu thai lộn kiếp lại làm gà. Thì sau khi mà Châu Phú nói pháp về cái bài cúng củ quyền cho chị Quyên nghe, sau khi mà Châu Phú cùng với anh chị Bảy, chị Tám đó, thì anh Bảy và chị Tám thì quy y cho bà cụ nghiệp gắn xong, thì Châu Phú đang giải về đề tài là cái bài cúng của quyền. Thì đây là bà nội đi lên vậy đó, Châu Phú quay qua nhìn cái miệng gì đó quý vị, Châu Phú giận ốc hết trơn, và Châu Phú cũng gắng bình tĩnh mà hỏi, tại vì mình làm những cái việc thiện mình cũng hỏi thăm coi cái này, cái phần này chắc là quan ức về cái gì đó, nên Châu Phú có thể giúp được gì thì giúp. Giữ bình tĩnh, và sau khi nghe kể lại cái cuộc đời của bà rất là khổ, và Châu Phú cũng đã có chia sẻ, thì hôm nay Châu Phú đã mời được bà lên, thì qua đây Châu Phú sẽ nhờ bà kể lại bà bị đọ ở tầng thứ mấy và tại sao bà lại bị đọ làm cái kiếp gà rất là khổ. Cái miệng nó mở miệng mình muốn làm gì là cũng khó nha quý vị, đây là hoàn toàn là sự thật, bà rất là đau khổ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, con chào cổ à. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thưa bà, hôm nay tại vì con cũng không có muốn mời lên xuống hoài, có lẽ video này nữa thì con và bà cũng sẽ chia tay, và nếu mà có gặp lại thì bà chịu quy y á, thì chút xíu nữa con mời bà ra con quy y luôn ha, rồi cái mình sẽ chia tay một năm sau. Vậy đó ha, đủ duyên thì bà cháu mình sẽ gặp xa lại sau vào một năm sau nữa ha. Nam Mô Di Đà Phật. Thì thưa bà, hôm nay tại vì đồng đạo về đây rất là đông, về núi, thứ nhất là giếng núi giếng non, nhưng mà đồng đạo thường thường mới phát tâm á mà gặp những cái điềm mà linh ứng như vậy á thì chắc có lẽ là được 100% chứ mới phát tâm 90 rồi, nên con cầu bà lên để mà cho đồng đạo cũng tin tưởng là có Phật, có trời, có ở dưới cõi địa ngục ha. Thì nhờ bà kể lại bà tên thật là tên gì vậy bà? Lê Thị Yết. Bà mất vào năm bao nhiêu tuổi bà? Bà mất năm 86 tuổi. Bao nhiêu bà? 86. 86 ha, bữa nay bộ bệnh hay gì, nói chuyện yếu quá bà. Nói chuyện hơi lớn lớn chút, máy con nó hết pin rồi, con không có cái mic nha. A Di Đà Phật. Thì bà mất 86 tuổi. Bà cho con hỏi ngày xưa bà làm cái nghề gì? Tại sao mà tới đọ xuống địa ngục và ở tầng thứ mấy vậy bà? Nhiều thời nhiều kiếp trước của bà là bà sát sanh hại vật. Sát sanh hại vật hả bà? Dạ. Gì đó hả? Bà bị đọa vào dưới tầng 14. Bà bị đọa tầng 14 à, đúng rồi, bà Cóc với ông Cóc mới đọa tầng thứ 9. Đúng rồi. Bà ơi, bà bị sát sanh hại vật, bà đọa xuống tầng 14 vậy đó. Rồi cái cảnh ở dưới sao bà? Lúc mà bà bị đầu tiên á, là bà bị người ta giam hai tay ra. Dạ. Là bốn cái người là đầu trâu mặt ngựa với quỷ thần dùng cây để đánh bà. Dạ. Và bắt bà khai. Dạ. Bà không biết gì bà khai, là lấy cái dao là cắt lưỡi bà đó. Cắt lưỡi. Cắt lưỡi. Rồi sau tiếp đó là lấy cái đinh
động vô lưỡi của bà. Ghê vậy. Bà mới bảo cho cái đứa cháu này biết. Thì đứa cháu này biết là nó mới nói trong gia đình á, là nó thấy bà nội bị hành hình ở dưới địa ngục tầng 14, là bị cắt lưỡi, là bị lấy đinh đóng. Dạ. Rồi khi qua đó là bà mới là được cái đứa cháu á, là nó bị bệnh, nó mất, lúc nó mất có 25 tuổi rồi. Nó được theo mẹ con tâm tu và nó xin cựu cựu huyền, thì mới nhờ mẹ nương vào trạm mẹ là mẹ cứu, cựu là bà được thoát ra khỏi cái cảnh địa ngục đó. Nó theo thoát qua cảnh địa ngục đó là bà lên cái cõi ta bà này nè. Bà mẹ là nương vô cái xác của cái đứa cháu này đây. Thì là nương vào xác của đứa cháu này là bà gặp được là cũng là một cái vị thì thầy cũng có nói về pháp là giúp cho bà, là đưa bà về là có niệm Phật mà bà được là rước về ở cõi trời. Bà tu ở trên cõi trời á, nhưng mà khi hết cái phước báo của trên cõi trời rồi á, là bà bị đọa vào lại trong sáu nẻo luân hồi, bà đi đầu thai làm kiếp con gà. Nam mô A Di Đà Phật. Vậy thì bà nhờ cái đứa cháu mà bị bệnh chết 25 tuổi đó phải không, mất á ha, và đứa cháu đó có tu nên rước bà về với cái cõi trời. Và khi về cõi trời mà bà hưởng phước không, mà bà không có chịu tu hay gì mà rớt xuống lại vậy? Bà có tu, nhưng mà khi lúc đó là phước của bà hết rồi, bà mới quay lại là ở cửa địa ngục, bà mới đi đầu thai lại kiếp con gà màu trắng. Con gà trắng nữa ha. Lúc đó ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát cho đưa cái linh hồn của cái đứa cháu này nè xuống ở dưới địa ngục đó, cho nhìn thấy là bà nội của cái xác cái cháu đó. Là thấy đó là cái thân hình của bà nội thì của là cháu là đang đoạ nghiệp con gia đó. Như là Phật vậy đó ha. Rồi kế tiếp nữa đó, bà làm ơn cho hỏi, khi mà bà đầu thai làm gà rồi mấy kiếp lần bà mà mấy tới cháu bà mua bà về để giết vậy? Rồi rồi, bà ta đầu thai qua nhiều kiếp con gà lắm. Nhiều kiếp luôn hả? Rồi cái bà mới đầu thai lại cái kiếp con gà là vào ở nhà được con trai của bà. Ở trong nhà được con trai luôn. Con trai út đó. Thì cái hôm đó là con nó về. Vợ chồng nó nói với nhau á là làm cái thịt con gà đó để cho con nó ăn. Thì lúc mà bà nghe vậy, bà sắp bị giết á, là bà đã bảo cho cái đứa cháu này nè, là nó nghe được là bà bị sắp bị giết. Thì lúc đó là ở đằng kia là con trai út bà đó. Là làm thịt là cắt cổ, là bà đau ở bên cái chỗ này. Thì lúc đó là cái thân xác là ba cái linh hồn ba là về lại trong cái xác này. Nhưng mà cái lúc bà báo với cái thể xác của chị Quyên nè, chị Quyên có qua ngăn cản không mà sao cũng bị giết vậy? Không, tại vì là ba chị nói bên gọi là cái thần thức á. Cái thần thức của ba đó. Là ba gọi là giống như truyền âm cho cái đứa cháu này, nó nghe bằng cái tai mà. Nó nghe bằng cái thị giác đó. Thính giác. Thính giác. Thính giác là tai. Thì xong rồi bà mới cắt cổ bà, thì bà mới đau trong cái cổ này. Bà về vô cái xác của này, là cái xác này nó đau cái cổ, nó cứ ôm cái cổ. Xác này giờ đau cổ vậy đó ha? Không, ba đang kể là cái lúc mà... Cái lúc đó đó phải không? Lúc mới bị cắt á ha? Lúc mới bị cắt đó, là cái xác này nó kêu sao nó đau cái cổ. Nó cứ cái cổ nó cứ ngắt qua ngắt về, nó cứ than đau cái cổ hoài. Xong em
bà mới sinh là để mà nương lại để tu, để nương vô các cái xác của nó để tu đó. Dạ. Ừ. Để tu để cho mình không còn khổ đau nữa. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con cảm ơn bà. Thì bà làm ơn cho con hỏi, bà đầu thai nhiều kiếp gà như vậy đó, mỗi lần ta cắt cổ bà đó là bà phải trở về địa ngục hả bà? Dạ, đây là địa ngục rồi, đi đầu thai lại cái những cái con gà khác. Nhưng mà đi xuống dưới bà có mát chứ ở dưới không? Khai tội cái người nào đã giết tôi không có hẳn không? Có chứ. Dạ. Khai ra những người là giết mình đấy. Dạ. Yeah. Rồi khi mình đau khổ mình cũng nói với mẹ con âm á. Dạ. Là gọi là thưa với mẹ con âm là chuyện con cháu mình giết mình đó. Dạ. Yeah. Lúc bà cho con hỏi cái lúc mà bà bị người ta cắt cổ bà đó, lúc đó bà mới vừa bắt bà tính cắt cổ đó, bà kêu cứu vậy không? Bà có cầu cứu gì vậy không? Mình là con gà thì khi mà cắt là mình cứ kêu oạt 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 á. Kêu oạt oạt là kêu cứu đó phải không? Rồi người ta cắt vậy bà có hẳn bà không? Hỏi thiệt cái lúc bà chưa tu nghe, có hẳn không? Chưa tu thì hành chứ. Hành là coi như là mình cũng sợ chết nha. Nghe cái lúc mà tên sắp diệt là cũng sợ chết. Sợ chết ha. Mà hẳn ha. Bà có trả thù được người nào không bà? Không có trả thù được người nào hả? Bộ yếu quá hay sao? Tại vì là mình là nhiều đời nhiều kiếp trước á, thì mình cũng có xả thai sánh vang. À. Giờ mình phải đi đầu thai là những cái con vật đó. À, vậy là tại mình phải đi đầu thai đó ha. Gọi là mình diệt hại sinh vật. À, thì bây giờ là khi mình được cái trở lại kiếp người rồi, mất đi rồi, mình phải trả lại cái kiếp tiền kiếp của mình. À, yeah. Mình phải đầu thai lại những con gà đó để cho người ta họ diệt lại. Vậy là gọi là vật mà biết tu á, thì đi đầu thai làm người. Còn yeah. Mà con người mà không biết tu thì đi đầu thai lại làm kiếp vật thôi. Yeah. Là gọi là mình là bà cũng biết đó là cái nhân cái quả, nhưng mà khi bà biết được cái kiếp người của bà là làm nghiệp con gà, bà mới lên cái xác này, bà nói con cháu bà là đừng có giết gà mà giết đúng cái dòng họ, là gọi là giống như sợ con cháu phàm đó. Nhưng mà con cháu nó không nghe, nó nói ai biểu làm cái kiếp gia không đi đâu thai làm bằng hộ đâu, cho khỏi bị chết mà đi làm kiếp gia chỉ để cho họ cắt cổ. Dạ vậy ha bà. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn bà nhiều nha. A Di Đà Phật, tại vì á là mỗi lần con mời bà lên con cũng xót xa lắm, tại vì có đồng đạo về đó, con mới mời để cho đồng đạo biết được nhân quả là có thật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ bà lên đây thì cũng có được nhiều. Dạ. Bây giờ bà chào hết nè. Dạ, chúc bà sức khỏe. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, thấy thương quá. A Di Đà Phật. Chào chị Quyên nha. Thương quá trời luôn, khổ quý vị. Mỗi lần mà một lần á, mà lên xuống vậy đó, thằng xác nó khóc chảy nước mắt, nghiến sưng mắt trơn thấy không? Khổ lắm, đâu có muốn khóc. Nhưng mà cái phần về, tại vì xác này xác hội đó, thì qua đoạn video này thì chắc nhờ má có cái nhận định về cái phần gà má, để cho bà con giác ngộ tu hành má. Nghe nãy giờ má cũng nghe là chị chia sẻ, là bà về chia sẻ kể cái nỗi khổ của mình đó má. Thì má có cái cảm nhận mà khi mà má cũng có duyên lành về những cái phần âm, rắn có, những loài vật có và người có, trẻ em có. Thì mời má và A Di Đà Phật. Thì cái gì hồi nãy là má đang ngồi thì bé này đi ngang mà má kêu con lại đây là má đã nói hết rồi. Dạ. Thì khi má đã nói hết rồi là má đã tiếp dẫn rồi. Tiếp dẫn rồi đó ha má.
Nhưng mà bây giờ má cho con hỏi nè, về cái phần mà sát sanh hại vật đó má, con thấy má hay phóng sanh đó, thì có phải là những cái người mà trước giờ chưa tu ăn mặn là ăn mặn chúng sanh, thì bây giờ là mình nếu mà mình muốn mà hồi hướng cho những cái phần đó đó thì mình phải làm sao? Má qua đây cái câu chuyện mà nhân quả này má cũng có lời khuyên cho bà con ha. A Di Đà Phật. Đức Phật cũng đã dạy rồi, nhân với vật hòa chung bổn tánh mà, khác chi người giết nó mà ăn. Trên trời chi Phật tinh thần sát sanh thì như vậy là đây là cô bác cũng đã hiểu. Thì chứ sự sai ngộ thì ít nhiều thì cô bác đã lên tới đây rồi thì cũng cảm nhận. Dạ. Chứ qua vừa rồi thì má cũng nói, thì con cũng má phải ẩn. Dạ. Không nên nói nhiều quá. Vậy ha. Đó là thiên cơ là không rồi. Dạ. Không rồi nữa. Dạ. Thì sao má cũng còn sạch hoàng. Dạ. Con cũng còn sạch hoàng. Dạ. Như là cái phần về cũng đã phải cách thả đây rồi. Trước khi má gặp bé này là má kêu quất lại mà. Dạ. Yeah. Thì má đã khai thị rồi. Nhưng mà má bây giờ má khuyên bà con làm sao mà để tại sao mà má kia gửi cho con 50 triệu để kêu thả cá phóng sanh là sao có được. Khuyên bà con đặng cho bà con biết bà con giác ngộ má. Lý do làm sao mà con thấy má đi giúp cho người ta mà má không lấy tiền nè. Mà má không lấy tiền mà má ra điều kiện. Ha. À, điều kiện ghê lắm nha quý vị. À, giúp được cái này á quý vị thả cá 1-2-3 tấn cá vậy ha đó. Thì tại sao mà những cái lần mà con thấy má giúp cho bà con thì được hết đó, nhưng mà má ra điều kiện đó là lý do sao? Nhờ má sẵn đây chia sẻ để cho qua cái video này bà con có thể làm theo y gan vậy, biết đâu những cái gì mà người ta cầu mong đó, bán đất bán đai gì được đó ta sẽ bán được, thì nhờ má chia sẻ ha. Chứ về con nói gì má cũng xin nói, tại vì trong một kiếp người rất nhiều, nhiều trên tổ tiên nhiều kiếp, hiện tại bây giờ tới con cháu cũng còn mang nghiệp đó. Dạ. Khi má cảm nhận được qua tâm linh, má muốn chuyển má một người nào thì tiêu chí của má là kêu người ta giải nghiệp. Dạ. Thứ nhất giải nghiệp để đừng thêm thân mạch của nhân loại mà tạo cho mình một cái nghĩa địa chôn biết bao nhiêu chúng sanh. Yeah. Mà từ đó thì cái quán cái trồng quán thì làm sao mà giúp cái luân hồi được. Yeah. Làm như vậy đó. Vậy nó ha, giải nghiệp chúng sanh để em thôi á, càng ngày càng an mạng là quán trồng quán ha, không có giúp cái luân hồi được đó, là má rồi chỉ tiêu chí nhiều thôi ha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn người má. Nào mà nghe má. Dạ. Thì họ được thành công. Dạ. Theo cái sự nguyện họ đang cầu. Dạ. Cái gì nó cũng có cái trung tâm điểm. Dạ. Để chuyển biến á, vì phóng sanh là phước báo không thể nằm nữa bạn. Chẳng những như một kiếp này cái phần xác người đó được tốt đẹp và hoàn hảo, mà lẫn cái tâm linh thì trở về nữa, chứ con buồn thần đã đứng chết rồi. Dạ, yeah, Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn má. Dạ, yeah, Nam Mô A Di Đà Phật. Quá tuyệt vời. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, thì kính thưa vị, đây là cái câu chuyện nhân quả mà đúng ra Châu Phú sẽ mời ông cụ trên 500 tuổi quý vị làm đi ra để mà làm một cái video. Nhưng mà Châu Phú lại ớn với cái bà cụ là bà nội đã đầu thai nghiệp gà, nên là mời bà cụ ra để mà chủ yếu video của Châu Phú á, đúng ra cái video này là quay lại bữa hổm quay nghiệp gà rồi, nhưng mà chủ yếu là cho bà con giác ngộ thôi, nên là mời bà cụ ra lại vẫn là câu chuyện kiếp gà. Thì cái video này có gì sơ sót mong quý cô chú anh chị thông cảm, quan hỷ bỏ qua. Xin cầu chúc toàn thể quý cô chú có mặt đây ha, lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe và vạn sự bình an đem đến cho vị nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.
đúng ra là làm clip mới đó, nhưng mà tại vì làm nhân quả mà được bao nhiêu lượt xem cũng được, nhưng mà được 2-3 người giác ngộ là Châu Phú cũng vui rồi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi.